thi đấu giao hữu bóng đá nữ Việt Nam vs Tây Ban Nha, cử rượt cuối. Cả đội tuyển nữ Tây Ban Nha, hạng 6 thế giới, lẫn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, hạng 32 thế giới, đều xem trận giao hữu với nhau là cử rượt cuối trước khi bước vào chinh phục World Cup 2023, 7 giờ 30 phút ngày mai 14 tháng 7, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận giao hữu quan trọng với đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Với tính chất quan trọng này, cả hai đội đều quyết định đấu kín, không có khán giả, không trực tiếp truyền hình. Vì thế người hâm mộ chỉ biết ngóng trông thông tin kết quả trận đấu mà hai đội đưa ra sau trận. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội so với các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhờ lối chơi kỹ thuật kiểm soát bóng tốt và triển khai tấn công đa dạng. Những gương mặt đáng chú ý trong đội hình tuyển nữ Tây Ban Nha có Ona Beto, Aitana Bonmati, Mariona Candente. Trong khi đó đội tuyển nữ Việt Nam sau trận thua 0-2 trước New Zealand tiếp tục mài giũa, khắc phục những điểm yếu nhằm hoàn thiện. Huấn luyện viên Mai Đức Chung kỳ vọng các học trò xử lý các tình huống thanh thoát hơn, chơi bóng nhanh và chuyền bóng hiệu quả. Huỳnh Như, Thanh Nhã, Hải Yến vẫn là những niềm hy vọng trên hàng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó ở hàng phòng ngự, thủ môn Kim Thanh, hậu vệ Hoàng Thị Loan, Diễm My, Hải Linh được kỳ vọng đánh chặn hiệu quả các đường tấn công của đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Tiền vệ Dương Thị Vân có thân hình nhỏ bé nhưng chơi đầy lì lợm, khéo léo, bền bỉ và hiệu quả trong trận gặp New Zealand cũng được kỳ vọng giữ được trạng thái thi đấu tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.